Cách cân kim nó khá là đơn giản anh nhé. Đầu tiên anh đặt cái cân kim nó nằm đây nhé, tắt đi anh nhé, chưa bật lên nhé. Làm sao mà để anh cầm cái cần này vào này, thì cái anh xoay nhé, thì làm sao mà cái kim ấy, nó chấm đúng cái điểm đen đen này luôn. Anh nhìn em thả ra nhé, thì kim nó không chạm đến nhau, tại vì nó cái cần này nó đang để chiều này nhé. Bây giờ em bật lên này, anh nhìn nó nằm không không hết đúng không. Bây giờ em hạ cái cần này xuống này, em hạ cái cần đầu này này, cái kim đầu nó hạ xuống, nó đè lên cái máy. Anh nhìn nhá, 1,68 đấy nhá. Cứ tầm 1,6 đến 1,7 nằm trong khoảng đấy là đẹp. Còn nếu nếu nó chưa chính xác ấy thì anh cầm tay ấy, anh vặn cái cục này này. Đây bây giờ em ra em vặn, anh nhìn nhá. Đấy em nhắc lên này. Tất nhiên là phải có hai tay đỡ. Anh vặn nhích nhích vặn vào vặn ra này. Vặn vào thì kim nó đè nằng xuống, và vặn ra thì kim nó nhẹ hơn thôi. Bây giờ em lại nhả xuống em đo xem. Đây là 1,73, nó hơi nặng anh nhìn nhá. Thì mình nhả ra một tí thôi. Nhả ra tí thôi. Ok. Thôi thả vào. Đấy tầm 1,6 đẹp đấy quá. Thế là ok. Xong như thế thôi. Anh cứ để thế anh dùng thôi. Anh nhấc ra, anh bỏ đĩa vào anh dùng thôi. Nó khá là đơn giản.